Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Hello. Hello. Hello, dạ chào bạn. Thầy nghe con rõ không? Nghe rõ, Pi nghe rõ. Hỏi những cái từ mà bắt đầu bằng âm J với lại âm CA. Ok, good. Dạ, âm TH thì thật ra cái Pi nghĩ không cần phải học tại vì nó như tiếng Việt mình mà. Nhưng mà nó khác với cái âm J, nó không phân biệt được hai cái đó. Dạ. Bây giờ cho Pi hỏi nhé. Ok. Rồi. Đây á là Khánh hỏi về phiên âm của bên AST đúng không? Dạ, tại vì bên tiếng Anh bên IPA không bao giờ họ nói đó là âm CH, okay? Yeah, ok. Âm CH tiếng Việt mình có đúng không? Dạ. Dạ, đúng rồi, trong những chữ gì thử đi. Chỉ chúng hả? Cho dạ. Dạ, nó thành ra là mình không cần phải học. Right, yeah. Đây là một cặp phụ âm, vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Bình thường con đọc hai từ đó thì cái âm GH thì con đọc nó cũng là âm trực nhưng mà con phun hơi ra. Còn cái âm J thì con cũng đọc âm trực mà nó không có phun hơi ra, con không biết nó đúng hay sai. Bây giờ cái âm CH làm cái âm phát riêng cái âm dùm cho Pi nghe coi. Ok, perfect. Dạ, yeah, bây giờ hằng cái giọng xuống, hằng cái giọng xuống. Yeah, perfect. Bạn phát âm rất là trúng mà. Bây giờ job. Job. Ok, perfect. Rồi, thế là xong. Chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ, con hỏi thêm một tí xíu nữa. Dạ, bây giờ đọc giùm cho P2 chữ này nhé. Cứ mỗi trước khi đọc đấy, trước khi đọc thì bạn phát cái âm ra ba lần xong rồi đọc. Nên cái chữ đầu tiên đâu có như vậy đâu, nhẹ nhàng hơi gió thôi. Chữ. Good, perfect. Chữ. Nhẹ hàng nhau, dạ. Chữ. Good, đúng rồi. Bạn mà đọc như vậy thì không có chỗ nào mà chê được hết trơn á. Còn hỏi thêm cái từ mà hình chiều với lại hình tử thì con thấy con xem trên The Free Dictionary thì cái okay. Billion thì dạ, cái yeah. Billion thì con thấy nó quen quen, còn cái nghe con biết nó đọc thì nó không có cái chữ ly trên giữa, con không biết có âm cái từ là sao. đọc cái chữ cái này dùng cho pin rồi nè. You. Ok, good. Rồi đọc chữ này. You. Rồi ok, bây giờ thả lỏng âm ra. You. Nhẹ nhàng. You. Dạ, nhẹ nhàng nữa. You. Good, you thả. You. Good, ok. Mà ở cái đằng sau bạn nghe là cái gì? Cái âm hơi ồ ồ. No, cái âm đằng sau cùng á. Khi đọc xong rồi đấy. You. You. Âm yêu. Âm u. Đọc gì có y đó. You. Lại. You. Có thấy cái u đằng sau không? You. Có. Ok, good. Rồi bây giờ bỏ cái u đi thì cái âm đằng trước nó chỉ là. You. Dạ, không cần phải dờ ra như vậy làm gì chị. Tại vì dạy xong rồi u. You. You. Đúng rồi, perfect, chính xác rồi đó. Thì cái âm mà bạn đằng trước đó bạn biết là âm gì rồi đúng không? Dạ biết rồi. Âm gì? Cái âm mà gì? Đó là cái âm gì? Âm giờ. Dạ, âm y. Cái đọc cái chữ y này nè, kém. À. Nhớ. Thì khi mà bạn đọc cái chữ you thì bạn cũng đọc là xong rồi u nhá. You. Good. Rồi, bây giờ chữ này bạn đọc sao? Chậm rãi. Yes. Yes. Có thấy là cái âm y đó yes. không? Yes. Thấy không? Bạn đọc rất là chính xác nhá. Chữ này bạn đọc như thế nào? Yes. Perfect. Kém.
Đúng rồi. Cái khi mà nó đứng đằng trước á, thì nó là một cái nguyên âm, thì cái cách phát âm của nó là như vậy nhé. Bây giờ mình mới đi từ từ vô, đi từ từ vô là nó đứng giữa thì như thế nào? Ha, right. Rồi bây giờ âm K, nếu như thí dụ nha, đi từ từ nhé, âm K nhé, mà trong chữ này nhé, trong chữ này, trong chữ này bạn đọc như thế nào? Không. Hả? Nope. Đi tra từ điển đi, chữ đó đọc sao? Tôi không đọc. No, Kevin. Chữ đó đọc sao? Kim. Rồi, dạ. Bây giờ nhá. Và nhìn kỹ nhá, cái chữ đó. Cái âm K xong rồi tới âm Y, nhóm. Thì khi ở trong trường hợp này á, cái âm Y ở đây nó không còn là một cái âm voice nữa, hai cái phụ âm đi liền nhau mà. Khánh có để ý không? Âm Y đây nó không còn là âm hữu thanh nữa, không còn là âm hữu thanh mà âm vô thanh, thì mình không có cần dờ dờ ra mạnh vậy mà thiệt nhẹ đi, nó còn giống như kỳ cái y ở đó thôi, mà y mà có u. Nếu mà bạn làm để chậm rãi, bạn để ý không? Có thấy là cái lưỡi mình nằm ở vị trí âm Y không? Có thấy không? Có thấy không? Có nhận thấy không? Có Ok, dạ, thì mình đọc sao? Q. kiểu Good, perfect. Rồi, bây giờ mình đi lại nhé. Cái chữ của bạn á, có âm L và âm Y ở đây, đúng không? Xong rồi nó tới cái schwa. Đúng không nào? Dạ, thì khi mà đọc cái chữ như thế này á, nếu như mà bạn nhìn từ điển ấy, nhé, nhìn từ điển á, thì bạn sẽ thấy nó được đọc bằng âm short i, âm l, xong lại ở đằng sau nó là schwa, y, schwa, này. Thì bạn cứ đọc rõ ràng cái hai âm đó dùm cho PD, đọc cái âm đầu tiên thì đọc ra đằng sau, âm tiếp theo, Miêu miêu, cái miêu miêu, cái âm l kéo lên, xong rồi dần. miêu Dạ, bây giờ đọc nhẹ đi, miêu. miêu Dạ, nhẹ cái gì đó luôn. miêu Dạ, million. Thì đó là cái cách đọc chính xác 100%, không có gì hết trơn. Những người mà họ nghe không ra đấy, họ cứ tưởng ở đó có một cái âm long e ở đó, thì họ đọc thành ba âm luôn là million. Yeah, right, that's the wrong way, Cảm okay? Ok, thì mấy chữ kia cũng y chang như vậy. ơn thầy ạ. Cứ cứ bạn phải tự tin lên, tại vì bạn học được cái cách viết phiên âm này rồi, cứ tự tin lên và nhìn cái kiểu đó phiên âm và đọc. Good job. Yeah.